Hoài đúng Ờ có à, ra đúng đúng rồi, có chính. giống Vậy như là anh vừa không anh nói vậy làm gì luôn á, làm anh có chán ra ngoài luôn. Vậy vậy con ra giao cái việc con chấp về giờ về đó hả? Con ai đi ngồi coi vô, ví dụ con vô con chấp về giờ con tôi ngồi ngoài tôi ra rồi, khỏi cần chỉnh. Không? Nhưng mà chung tiền nhớ đưa qua đây nha. Đưa vòng xong cái máy đó không? Ừ, đưa bàn, ngay bàn bàn sĩ như cũ ha. Cái quần đó trước. Uống đi. Uống ghi đó rồi. Mấy giờ? Phải ghi mẹ đó. Có sao đâu, xấu ai đâu mà ngồi nghe hoài. Mình nói cứ khởi mình nói là tại vì tôi nó xạo cho nó vui. Nói không sao, đừng có làm. Ừ, đừng có làm. Kết nói cho máy này. Đi nó bán lại. Ở đây cái ba đó. Bán lại hai cái. Và nó quả đây nè. Tôi nó làm đó. Từ dưới. Bán làm này vô. Còn sao? Thầy trời ơi, đúng mà hả? Hôm mới về thằng chú Vinh mới về kêu mày lên nữa. Dũng à, Dũng Dũng chung nhóc á. À, chung nhóc với nữ già. Có gì nữa là ăn không? Rồi, hướng của Minh ăn thằng dân mà phải không? Rồi các bạn. Các bạn hả? Đúng là thi đấu ăn thua gì. Tính ra mày ăn không ăn nhiều khi vô ăn 4-5 không rồi. Lại 50. Tớ còn nghĩ vẫn còn lỗ. Chắc là 50. Ăn thua lẹ lắm. Ý là 50. Đó rồi mà có gì là tắng ăn qua không? Tắng ăn. Tắng ăn gì đó là cuối cùng mà một mình vô gánh nợ. Vì sao mình lồng vô làm cho chơi ghi sáu. Nước nào khó cứ ngồi 5 phút ra. Ủa đi ăn hay gì anh Học? Ủa anh đi ăn hay gì vậy? Tôi biết chốt luôn mà. Ở trong quán đó. Đi đâu rồi quay lại rồi nè. Đó đó không phải, bữa quán lại quên đó. Lâu mà anh... Có bà gà không? Anh hỏi người ta đừng phút quả tức á. Quay hai ba cái luôn hả? Không, cái này mua là của mình kia mà mình chưa có biết xài. Cái điện thoại hả? Đeo khẩu trang mà tháo như đỡ vậy cũng như là không. Tháo ra hở chút xíu rồi đeo lại. Không đeo lại một phút mà. Tông xà tông hả? Ý trời ạ, phi phở này thuộc trang đó. Trong cái thời gian hút thuốc là virus nhảy vô. Ủi qua con chết. Ủi qua có mà hai, một một là ăn đây thì mất công dí nó hồi cũng lấy lại. Hai là chấn nước. Chấn nước là chạy đầu. Bây giờ nó có ăn xuống đây thì mình thụt chạy. Thì giữa con phó ngửa với con ấy nó không phải chạy đi thằng. Thì nó cũng để lại. Cái đất kìa chú. Cái đất kìa. Không, giải thích nhưng mà bấm đồng hồ rồi. Không, chỉ đừng đừng có quên bấm thôi. À, để lâu lắm à, không hết pin pin còn thật hay. Mấy cái này mà chút xíu quá. Bấm cái gì đó không? Đường một. Với lại cái đường mà em đi là đi kiếm bà nào để vô trong thử. Cái đường kia là cái đường
nó mua mấy triệu, mấy với cái như bạn nghe nó mua cũng $100 nữa. Cái micro á, hai cái micro á, mát lại một triệu mấy à. Giữa đang ngáp rồi quay cái mặt lại. Quan trọng là điện thoại mình nhát bao nhiêu thôi, ha. Đi có mà. Đi mà không thành không biết đi qua quán bà kè. Giờ nó chạy đây. Bà kè cái này sao? Đó, xuống là mặt lên ha. Sát bên, xuống là tắt. Đi đây có mấy chục mét. Nó bằng đâu hết. Chắc bên khách sạn Long Mẫu Châu hỏi biết rồi. Hỏi. Tính tại kỳ cổ báo em tới 7 phút giờ hơn giờ đó, 7:10 hơn. Có quánh xanh nhanh á. Tự được. Chết rồi, chạy qua trở lại mà đâu có nhiều đâu quánh anh đâu. Tính hay bao nhiêu đô, cao đầu đều mình cho anh rồi. Giờ nó phải làm lại. Làm lại đi. Bay nằm xuống, xuống xe nó phải tay á. Nữa cái mình xuất tướng ra đồng quên tính pháo giả nó còn đưa vô. Gặp tôi luôn. Hết nước thấy mệt. Đi chỗ khác. Nó có giả, hãy đỡ cờ đó, cơ hội nó về nữa. Đỡ vậy. Mình có này hay lắm, thằng kia không có nhúc nhích gì nữa hết á. Không có làm gì mình hết á. Sao lên đây là tao xử mày chứ có cái gì mà sợ cái nữa. Ôi, tao xuống tao thí xe mày còn lép nữa nè. Mày kêu ăn đây nè tao. Đúng mày mà thảy ngựa vào đây mày hết tiền liền nó ở đó mà dám. Tao chấn đây là ngựa mày hút xác. Kêu ăn cho này lên nè. Mày chết mà được. Mày lái xe thì mày xử nó. Chừng bị văng ra đó, coi chừng bị văng ra đó. Alo. Tôi đang ở quán cờ đây nè. Đang ở đây đang xài wifi. Hả? 3G có 4G có nhưng mà đang ở quán này tôi có nhập wifi vô rồi mà. Hả? Không có sao mà xuống trang rồi. Cái cái lỗ á, cái lỗ dở ra cái hút nó hút vô mà họ thổi nó công rồi nó mở ra vui vui. Cái cái lỗ trong cái không uống trong lấy băng keo qua dán lại. Nó khói luôn quá quịnh chết rồi. Để ngưng rồi.
Bây giờ cứ dân nó ra ngoài. Để đây em làm cho hết dân à. Không, anh nói bây giờ bỏ bỏ ba tắt 3G đi. Tắt ba Wi-Fi, xài qua 3G, 4G. Không phải, anh tắt 4G đi, anh xài Wi-Fi. Vậy là hai cái đang chạy hả? Hai cái đang chạy có khả năng là nó chạy cái 4G, nó không chạy Wi-Fi á. Thường có Wi-Fi là nó truyền, Wi-Fi nó sẽ ưu tiên hơn. Nhưng mà anh bỏ Wi-Fi nó mạnh hơn mà đỡ tốn đúng không? Ờ, anh bỏ Wi-Fi lên. Thường có Wi-Fi là Wi-Fi chạy cho nó là. Đấu là mệt hơn. Thôi máy lên đây. Em thấy mà vòng vòng nó cánh nó lên. À, cho lên phá lỗ. Bữa nói bữa bà nói gì cái gì? Đó, anh đó, anh tắt rồi đó, còn vô đi. Vô đi. Không, anh coi có 4G còn không? Wi-Fi nó mạnh nè. Không, tắt Wi-Fi đi. Có 4G. Đặt cái tắt dữ liệu tắt 4G rồi phải không? Rồi, vậy là mạng cỡ còn không? Không có, bây giờ anh mở lên đi, mở lại. Thì mở rồi nè. Đâu có, mở rồi nhưng mà cái này nó còn vô lại cái. Nó đang bị ấy mà, vô lại, nó bị văng ra. Rồi, anh để đây đi, anh đừng có tắt vậy đây. Để bấm, để đây, nó bỏ nó vô. Anh đừng có tắt. Cứ bỏ vô anh đừng phải cần theo dõi gì mà. Chơi cái gì? Cái này là ngụy trang đồ. Biết. Rồi bấm đi. Bấm thời gian cho nó chạy. Bấm ở dưới cái. Ừ. Rồi được rồi bấm cái. Thì vừa có khi mình tắt máy á, nó bị Cái bao nhiêu người giọng đồ bể sĩ mình thấy đâu mà em muốn thấy đâu xíu mà thấy coi xíu hả nè anh đợi thấy em đâu dám kêu chốt mà công dở chốt xe nó xuống giữ tượng đúng không thấy chưa nước cam nữa lại đang mất nữa rồi sao rồi không tốt nữa rồi anh em lúa bên này sao cũng kêu cam mà cô mới sợ nhán này ai đấm xuống đầu biết được là tính không sợ luôn em tưởng đây đấy thì thấy xe nó đâu biết đâu cái xe nó có cái đường ngã tư Hà Nội băng qua đường Dương đó mình nghe mình nhé cũng dở ta đè đi ăn đây có gì ra khí xe có cái chỉ cho mình yếu quá đâu được dướng chút đầu ra mày đè tao phải chạy ngựa chứ tao thôi bỏ lùi sao tao bộ bỏ lùi đè bỏ lùi chạy ngựa chết rồi đè em nhảy mọi người lên rồi chiếu lum la đâu đỡ nó đỡ lắm chiếu đây đi không chiếu kia kìa đúng rồi làm lúc đêm biết đêm giờ chiếu bên kia rồi chứ bên đây chiếu bên đây mày ra đây bây giờ ra tướng trước đi thấy chiếu quá không trời nó chỉ chiếu nó thấp mấy ngày nữa nó buồn không trời chiếu đó đủ mày nằm giữa lộ đi tao đắp chiếc chiếu nó cho nè chiếu một cái đi nằm giữa lộ tao đắp chiếc chiếu qua chạy về đây tao bắt đi cũng ra là chỗ cũ nữa làm ba cái mày trở lại chỗ cũ mày đứng nữa ơi giữ ngang này giữ kia hay lắm hay liên hoàn quá ơi một không dân vô vô còn có cây gậy tao còn tới bốn mày quên đi không có chuyện gì làm không gì ra đi vòng vòng chơi tao cũng không có chuyện gì làm tao đi vòng chơi vậy rồi tao sức tướng ra không rồi mà chết mới nhảy vòng vòng rồi tao thấy nhảy nhiều mày cứ làm không nè.
Đúng rồi, nãy mở tới hai mạng ha, hàng chi nó mất á, hai mạng nó cũng dễ bị. Đúng rồi, nãy mình quên mình sơ ý á, sẽ có hai mạng tắt bớt mạng. Cái này yếu, cái này cái chập chờn, cái này chuyển đổi qua lại cho nó dễ bị quá. Bộ ngồi trên máy hoài sao ta cứ không thấy mình mất hình không điện, nãy giờ không điện mấy lần. Không. Không, với lại anh tắt máy xuống là cũng 10 điều à. Vậy cũng với anh 10 điều luôn ha. Thằng này ngon quá ta. 10 điều hả? 7 đi, 7 là vừa rồi. 7 điều hả? 7 điều đi, 10 điều. 7 điều cũng được. Chấp nó tiền á. Ờ, 7 điều là vừa. Đúng rồi, dân chấp tiền là đồng giờ phải rồi, nó hay. Dân với lẹ quen hơn. Vợ con không? Vậy là 7 điều đi. Vậy là mơ mốt thì mày có vô gặp dân là quýnh này luôn, 7 điều. Ừ. Thấy không? Bân tiên 7 điều luôn. Không, cần nhanh quýnh, mấy 10 điều thì được, quýnh được chứ 7 quýnh lại. 7 điều là vừa rồi. 7 quýnh lại. Đúng rồi, 7 điều dân chấp mày đi tiên. Ừ. Hỏi mà con chỉnh hồ. Rồi, giờ không có chỉnh 10 điều kìa, 10 điều kìa. Đó, 10 điều rồi gặp nha, mình quýnh 10 điều luôn đó, vậy đó. 10 điều thì khỏe, mình đâu có thua rụng kiếm đâu sao. Đi đi. Ủa chốn gác tượng gì đi, không biết chắc luôn, không dám vô pháo đầu. Đó. Dạ, không có vô pháo đầu, mình không, không, không sợ, khỏi được nhiễm chốc đầu. Không. Cái thủ tính ngắn ăn giờ hay thì thôi đừng kiểu quý mày. Quý gì đâu mà tao ăn cũng đâu dám lên chứ gì đâu ăn nào lên tao ăn chặn ngay cổ chạy xuống hết chậm chậm đây ngó mình đưa chạy xuống lên một chỗ kẹt ghế cho tao. Lâu nãy thì cũng được. Bắt nó quýnh lại. Đâu, mình không thấy.
khí xe đi tránh bên đây nó yếu rồi. Có người nào chọc lên là mình cho mình thấy mình về cái kéo dài thời gian mình không giờ. Đâu rồi. Đi về. Đó. Đi về. 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 Ở mẹ đây là gian đó của mình. Nó cho đủ tù chung thân đó mày. Ngửa mình nhào qua nó cho xử tù chung thân nữa luôn. Được, nhưng mà coi chừng chết con thôi. Mày tao mới nói chứ Lộc tao im liền tao ăn luôn. Tao có chuyện. Trời ơi, ngửa ăn quá. Chết chết là ăn được chứ rồi. Dạ. Lao, giờ mai còn lao. Lao. Đi. Đây, chứ việc. À. À, ăn không bí ha bí tao làm nghe cái phúc luận trái bí nó chứ không có chú cháu gì á mày leo tướng lên mày dám ăn con tháo đâu mà chú cháu nè thiếu chống máy cũng chết nữa chứ ở đây mà chống chết chưa chết thì chết rồi đó. Dạ, ăn ngửa nó chúc mày thượng lộ bình an nghe. Không, ăn phải chúc nó đàng hoàng nó mới ăn. Đi được mạnh giỏi đồ, ăn vô, ăn ngửa. Vô, vô ra kìa. Gom hả? Rồi, thôi, xong. Chúc thượng lộ bình an nha. Không được. Nghèo cái cầu nè. Gặp lại không? Ừ. Hai cái trên mỗi bên 5 phút chú anh lên chân gì đó. 6 phút rồi. 5 phút rồi. Đồng hồ không? Đồng hồ đây. Đồng hồ này đâu có thiếu. Ai đồng hồ này quýnh được không? Đồng hồ này. Trời ơi, đụng mối cũng nhiều quá trời, tôi không ăn. Lịch sử mày, thôi xử mày, chứ. Chết rồi, đó rồi. Bắt xe tao tao chưa nói vô. Đâu vô vô nghĩa trang nữa. Rồi đó giờ tao bắt nào nó miếu hết trên chạy luôn. Ôi mối nhiều quá sao xin nắng bầu chẳng hết nhiều quá ăn không hết. Ê, nó nói lúc nào cũng còn đó nó nghe. Rồi là quýnh với anh sĩ à. Thôi để đó đi. Thôi để đó đi. Thôi lấy chút là chúng đưa lại lấy đi. Đấy, chúng đưa cho. Đi lấy chút trả lại. Đừng bóp lung tung, để bấm lại nó tự lấy à. Nhân bật lại cho nó coi nha. Chỉnh hai cái đồng hồ đi. Rồi, phải không? Để 7-10 cái 10 đều phải không? Để vậy khỏi mất công cái mình lấy. Nè, hai cái nè. Hai cái thì đâu phải chỉnh lấy tới 70. Ai ngăn lập nó biết nó bật lại. Chỉ tắt bật lên. Tắt bật lên là chơi thôi. Tắt bật lên cái bóng lúc này là nó chạy. Tắt đồng hồ cái mở trở lên lại rồi. Tắt đồng hồ cái mở lên lúc này cho
được ra mắm dữ. Đâu? Lóc lóc chơi nó được đó, lóc nó xanh lắm vừa cái thiệt mà chỉ thiệt mà thiệt mà không phải ngộn artiso á vừa cái á artiso cái mặt độ giang hồ á nhưng mà nhìn mặt giang hồ nhưng mà nhìn khô à bữa đi tôi cũng vừa đó ba lớp thiệt mà thiệt mà thiệt mà tôi nói thiệt mà tôi nói dốc đó cỡ 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 này nè nó cỡ này nằm thử đi tính kỹ đi không bóp không không nó để sao nó dướng nó khó ngồi ba nè có người bán đất hả nè có người bán đất hả giá được không bán nhà hả ở đâu đường ngon không xe hơi được không rộng không đất gì bao nhiêu? Sáu mấy mét vuông hả? Có nhà luôn hả? Bán bao nhiêu? Qua đây bán chốt. 2 tỷ 2 hả? Nhà lồng hay nhà gì? 1 tấm hả? 2 tỷ 2 hả? Thấy giá đó được không? Ở thôi hả? Chứ kinh doanh đâu được phải không? Mua ở thôi hả? An Sơn ngay đường Lê Phong thẳng xuống hả 2 tỷ 2 hả à, bạn anh hay là sao à nhỏ em cơ quan mua hả nó sau này giờ biết thế này đưa qua đây chạy đâu chứ sống rồi giờ có đưa chỗ em chứ ăn đi báo đi đâu không biết đi đâu đâu 2 tỷ 2 1 tấm 80 mét vuông đường xe hơi đi hơi chắc ra cũng hết chỗ này bắt đặt đua đó là giỡn 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 người bán là bạn của anh hả anh à nước vô đó là về ngựa ha vô pháo có thể nước phải không nước vô trời sạc con xe đi nhiều dưới người ta chạy lần nào phải chạy vòng vòng đủ nổi tao bắt xe mày cái mày cũng tái gì hơn đó vòng vòng để tao bắt mày ra giữ chạy trước cho mày được mày tao đi khác không thằng đó còn chạy thấy mà cũng nổi hổ ngựa không đi đâu tao không biết thôi tao đi đằng trước á có ủi tao ăn không tao cảm ơn à thi xe nữa đấy tao thấy không hơn được mấy mươi giây thấy không 70 ngồi của khán giả rụng kêu nữa mình không biết làm thua mình cứ cái sầu chơi vậy đâu đó đi buông tay ra hai con lấy một cái buồn
trời ơi, đêm với biết đêm được mày quá có nhiều đại lộn lộn chấp lại rồi quá. Để lên kem nữa để thu giờ nữa. Thấy ngựa xuống, ta chạy ra thấy ngựa chạy bắt, người ta kêu Lê Thiên Vĩ tới á. Bây giờ thấy ngựa về rồi hứng hứng ăn mẻ nó cũng làm gì. Thôi nó cũng rung kiếm. Thôi tao tao nhát ba vụ đó mày khỏi đường pháo qua. Tao là lẹ lắm. Giờ ý anh sao? Mà nó xuống đây bắt xe mình ta. Mày đường pháo qua. Rồi rung kiếm hết tao báo vậy nha. Rồi để được rung kiếm. Giờ tao thấy mày cũng đụng kim nữa tao nói. Muốn ăn chào mà nó có cái tàn cụ lũ. Tàn tàn vậy hả? À, vậy hả? Xe nó ủi chốc lên. Nó bắt xe mà. Thấy gì đó. Rồi ủi lên đây này. Giọng một cái tao cứ cà tàn hồi mày đụng kim mà. Hứng là chưa thèm ăn hứng. Có hết gì vậy? Giờ thì cho hết thiếu luôn giờ. Đủ má rồi đủ rồi. Dạ cả đi cho thông nữa hồn chạy vô cũng còn đó đâu mất mát. Dục đầu còn đó đâu có ai dành cũng mình không sợ. Nãy vô đó gì sai phải không? Ờ. Thấy không được không? Thấy cái con này xấu mà. À, chữ đây à. Còn phải ngập đứng thôi. Xuống xe giữ. Xuống giữ cả. Lên luôn. Trời ơi. Mình chịu cái giờ nó bắt pháo vô chứ đường nào khác nó bắt pháo vô. Bây giờ yếu nè, bắt pháo vô. Xe luôn, xe giờ là cúng xe rồi. Đâu? Số quý anh đòi hàng ra mấy cây rồi. Cây gì đâu không à? Lộn xuống đâu pháo là sống được con kia rồi. Nếu mà lộn con heo quýt xuống dưới pháo là sống rồi. Làm vô để lên bắt chết. Là chút giữa thì qua đi đó. Đồ quý. Trời ơi, đồ muốn rồi tao ăn rồi quý. Tao không thua trước á, phải không? Ăn giờ mà tao cứ bánh cà tan vậy. Để tao chạy tao kiếm con giáp tao quýnh. Đục mà. Đây, tao thọt lên sỉ về tưởng luôn, tùm lum đặt mày luôn, tình trạng báo động ngoài. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm. Đó, thằng ra đi. Xe này á, hút mà để tao coi nha. Mới đủ đường hết. Chết tôi mà. Ăn luôn phát luôn cứ là. Ít con luôn quá. Trời ơi ghê quá ta.
sao giờ không sao. Ăn luôn. Ăn luôn ép quá. Vô đây, đó đúng quá. Vô mày chạy ra, tao làm cái gì mày? Mày làm cờ tao dở như Phan Chi Châu vậy. Tao cứ tàn tàn rồi tao cũng ăn. Hả? Đẩy thì nó chạy. Để quýnh hết giờ. Xe nó chạy, bây giờ cờ mình đâu có thua đâu. Ăn à. Mày ăn kệ mày với tao là. Tao đâu có thua đâu, tao sợ. Cái gì vậy? Sao mà. Để vậy mình ngồi nữa hả ta? Ngồi nữa. Vậy tao đâu có thua mày đâu mà vô. Quay. Tao hai con xe mà đủ á. Mày xe pháo mà mày ăn tao hả? Đi qua. Quay, ý là nó quay. Quay sao tao ra được? Quay thì quay quýnh tiếp, quay quýnh tiếp. Tao ngồi đấy quay luôn á. Quay quýnh tiếp. Quay à. Anh tao ở đây có cái ghế sắt. Không có cái cây. Quay cái cây này tao ngồi tới tối nó gãy. Vô đúng ra chú Diệp. Quýnh đây, quay quýnh đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ quýnh đây cũng khó ăn rồi. Không, quýnh đại nữa. Mình không thua là được rồi. Quýnh vào quýnh bằng khác cũng ăn dở. Ăn với quầy, ăn quầy là được rồi. Không có đừng có thua thôi. Qua mày chui xe, chui quá là được. Giờ chui nó chạy xe ra thôi. Mà còn chiêu thí. Nó dễ quà lắm trời đó. Tại mình hết chót rồi. Mình xe đứng ngang đó. Mình ăn phá là quà. Giờ mình cứ quýnh không ăn quầy, không ăn quầy. Mình đâu có thua đâu, mình sợ. Mình không quay. Chứ hồi anh trông thôi. Anh Tâm coi hỏi chủ quán có ghế sắt cho tôi mượn. Ăn cờ không ăn được cũng quan trọng. Chút nữa qua bên Tâm kia mượn cái ghế sắt coi. Chứ cái ghế cây này tôi ngồi tới tối chắc là nó gãy quá. Thì quýnh đi, hết dán đi. Alo. Trời ơi. Bên ai vậy? À không chắc là đổ rồi. À, phải lên pháo. Lên pháo. Rồi. Đứng vô chút giữa luôn. Đứng vô chút giữa luôn. Chiều này giống chiều hổng rài quýnh quá vậy ta. Vô công quýt. Vô công quýt. Vô công quýt. Kiếm cầu quầy nước ứng. Mình ăn ăn lẻ đi ngồi đó. Mình chót cái nó cũng chạy vô. Lên mà anh tính nước cờ tôi như nước cờ của Phan Chi Châu không. Đi cà phê của ai ta? Sao lẽ nó phải lên xe dữ, nó muốn gì mà nó móc người nó bắt máu này nó chặt máu. Trả người bắt máu để chặt máu. Không có lời giúp không, chặt máu tấn phá này lên lớp giang. Chúc mày đâu thượng lộ mình đầu quá mày chết cái gì mày mày dân có dân cái đội đầu bắt con áo được máu mà chơi luôn ăn kia là lộn luôn không mày đi luôn á. À, không có nuôi. À, có mày lên mày ăn qua đây mày dẫn pháo này ha, mày cũng có nhiều nước hay. thôi mà đúng xe dùng dữ rồi mà tao thấy mày chắc tao thượng lộ bình an. Mày thấy không? Mà có khi nào mấy nước địch thủ chỉ mà người ta đi không? Đúng không? Mà chỉ là mấy đường chết không á, chủ vô. Đi luôn. Chết chắc gì đâu. Hay quá ta.
này hay hơn còn nhỏ nhiều nha. Còn nhỏ nó đâu được. Không có hỏi. Cụ chết anh này. Đi về chống dám ăn ra hả? Dám luôn ăn đây luôn rồi đâu dám ăn đâu lúc nào ăn có chú không có hỏi có mày thấy hả người nào thấy rồi ăn cũng ăn chút chiếu rồi lúc sau bị cầm đó sao đâu dám ăn được rồi ăn vô nước tắm bắt bao này mạnh nè. Ăn đây là phải không biết bao nhiêu con mà tính luôn á. Đúng rồi, con nước này rồi. À, ở chết, ở. Chỗ né qua né lại con văn nghe mày mượn đất văn kênh đất địch văn kênh đất địch nha bệnh rồi để rồi tiếp rồi chứ rồi lát mới ra chút xíu không chưa nó mới ra mày bây giờ tao tiếp trước bây giờ 48 đi lên lên nữa thì 48 hoài thì 47 mua mười mấy ba giờ lên 48 ê bữa hai dẫn cuối qua anh quan anh đương sĩ là ông một sĩ ê ông quan anh trả tương sĩ nó còn nữa à thì có đưa cái phần nó không à thì còn mày còn nợ ông sĩ á còn nữa à nợ cái phần có chương trình lục đặc vàng không cho chai nước suối con giữ hay quá giữ nhiều con quá ha giữ ở đâu mày khổ lắm nữa mày mà tao đã dí rồi thì đừng có mong mà dí rồi dí châu vô chùa để làm quá là lọc thấy mày sợ quá mày đừng chỉ tụi lại đó vậy ơi quán bà sâu lâu kiếm mày á. Chạy, tao chạy mà, tao chạy kiếm mày để lâu quá tao nhớ. Đi quán bà sâu lâu hả? Chạy lên quán bà sâu lâu kiếm nó. Thôi giật ngựa chạy đi mày ơi. Tao đâu muốn ăn ngựa đâu. Tao hiền với tao kêu ngựa chạy luôn. Trời. Ê pháo này chạy mày. Tao đi nhiều nước cần dân đủ có dân ngồi coi em tao không đi luôn không mấy nước này đâu nếu dân tao biết dân ngồi coi tao không đi đâu quê thì thẳng con đi quê con này chui vô kẹt nằm nãy giờ tao thấy rồi lọc lấy pháo kia ăn vô là u phế rồi ăn vô cái thắng xe lên bắt liền chơi chỉ ha chị chỉ chỉ chút vô đây thôi chị chỉ thêm nước nữa. Đó, mày coi lên cờ luôn à. Tao đi nhiều nước cờ thấy lên cờ. Bây giờ nếu mà quýnh sĩ được quá đơn giản. Quýnh sĩ là đi buôn vậy à 50 xu, mày lời có nửa xu. Là mày lời nắm cắt luôn. Chút nữa nè. Không phải thằng con, là thằng con ráng kiếm quê nữa. Chỗ quê nữa. Còn căng đi quê. À, nếu dân là móc của quýnh sĩ là lợn chút lợn chút chiếu lợn chút chiếu lợn chút chiếu
bún sỉ cũng ngon nhưng mà để từ từ lâu lắm. Giờ ăn ngựa lên bút xe, ăn xe về chết này 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 đó, về giữ pháo. Giờ ăn ngựa lên không? Tụi ăn vậy mình lỗ con sao mà giật. Chờ đây sao? Cái này nè, thi không? Thi ngựa chạy qua quất này. Thi không? Tụi quýnh lại hoài vô coi nè. Gì là ghét. Ăn lên xe tụi nhảy bắt hai cây. Nhảy lên bắt hai cây, bắt pháo bắt ngựa. Thôi. Gì ạ? Dạ? Vậy thôi mình thuộc về mình thủ, đúng không? Đúng không? Mẹ thủ nó ăn vô cơ, quýnh về cái pháo là tao hết đường chạy luôn này nè. Tao đi nhiều nước cờ. Học á, dân. Học ấy. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm dài. Khoan để tao coi, thấy không? Giờ sỉ được rồi giờ. Thấy không? Chưa, bây giờ mình nhấp đâu. Thấy không? Sỉ. Sỉ là hết. Thấy không? Thích quá. Phải đây đi, đây nó cũng không dạng nước, nó dữ nữa, nó có nhiều quá hoài à, ngựa kia không có lên, để tao coi này, mày không nghe chắc. Không, không, tao có đường đi, mà nó không có đường đi mà. Đây, đây, băng mày chết, bạc mày chết, chấn xuống, ngựa nó ăn, mình ăn, khó mà chạy đâu. Thôi. Về đâu về đừng xin phép tao ngựa mày lên ha, lên đi chiếu nữa không chiếu nữa cho chiếu nữa trời ơi thức đêm mới biết đêm dài ôi tự nhiên cầu ngon luôn ta lời chốt ngon luôn thì đúng cầu mày tự nhiên cầu mày tự nhiên ngon lắm tao biết rồi rất ngon. Mày cứ đi chốt nữa đi. Nó đây quýu một lát hết trời ơi, cái này. Đủ má lo chạy thấy mặt của nội. Hở đó. Tao đưa đây chạy đủ bỏ em này lại giờ. Hở đó. Nó nói rồi. Phải tao giấu lại tao con dân ngồi coi mấy nước này quýu lắm mày. Đấy đi Trung Quốc quýu cái đồ. Nè tự động nha, kêu ngựa lên nè. Nè. Trời ơi. Đồ phải lu. Cầu cầu. Cầu con nhảy mấy cái đó là cầu xúc mẹ hết trơn. Trời ơi. Học. Cầu cái buông này lại. Cứ từ từ quýnh đi. Đúng rồi, từ từ thua. Giờ thua giờ sao lắc mà. Trời ơi. Ê con ngọn chốt đi, chốt mình xuôi. Chốt mình xuôi đi quá đi. Đi lẹ lẹ lên. Trời ơi. Thức đêm mới biết đêm dài. Cầm luôn. Cầm luôn. Đúng ghê quá vậy, kéo về mình thủ này. Thủ trong cứng cờ. Rồi mình yếu quá về thủ. Rồi nghe công luôn đi sợ quá. Mà công này biết không, công không có nói gì chứ nó công gì nè. Công giọng. Không, người ta công luôn á. Không, là phải đại có cái mũ đội toàn này nó công giọng. Không có nói. Trời ơi, con chốt nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Chú mày bảo từ từ. Trời ơi, thức đêm đêm dài. Trời đất ơi, dữ hoài ta. Dữ hoài hay quá vậy ta. À, xe qua đó, thôi xe qua đó ta cũng ăn đâu. Ăn mày tỉ quá, thôi vô. Ê dân dân hỏi chủ quán có cái ghế sắt nào cứng cứng rằng tao ngồi tới quán đóng cửa vậy. Ba cái cây này tao ngồi hồi nó gãy hết. Không? Trời ơi. Thức đêm ơi, đêm dài á, tưởng ăn lên mày. Tao bị tưởng ăn lên. Tụng ăn lên là đời là bởi khổ mà tình là giấy quán. Không? Tưởng mà ăn lên là đụng hát cái bản đời là bởi khổ á. Chốt nữa. Dân đã bắt tự này. Cái gì vậy? Chết đụng tay tôi mấy hồi tôi dân sẽ ra bắt tôi đi con ngựa nó chết tôi. Hết giờ kìa, hết giờ kìa. Hết giờ kìa. 3 phút nó 3 số 0. Mình số 3 mà nó 3 số 0. Tương đương quá. Ăn giờ. Hả? Ăn giờ. Ấy cái nửa tan mà chưa hết con. Mày kêu ăn nửa. Ăn nửa.
ăn nữa. Rồi. Chắc quê quá trời này, quê quê chứ. Quê nhân ơi. Quê. Đội này chắc nó nằm đây nó lo điên chốt không ạ ha. Điên chốt không. Dạ, bây giờ nó cản lại. Để mình ăn tự tập vậy. Cản. À, lên. Máu nhiều quá cho nên tao không biết đi chỗ nào luôn. Để tao làm trước này đi. Chít nha, chít thôi. Rồi. Chiếu mà bắt là nó này, chít tùm lum. Rồi thảy ngựa xuống nè. Chít nè. Trời ơi. Không, cản lên nó đang có xe mình mới. Đừng nói bậy, đang quấn đồ. Đâu, đi đàng hoàng á. Đồ tiền hồ, dạ. Ừ. Ghen á. Ông giỡn vậy thôi chứ sao đang quấn đồ. Em về một cái. Ba phút một mấy sáu ba ba cây để mua đủ hết. Mày dùng cái đầu chết đâu rồi. Không chết. Chết được. Đi. Tiếp tiếp mấy lần rồi đúng tiếp rồi. Tiếp tiếp quán rồi. Quán rồi. Giờ không quán cũng thua rồi mấy giây rồi. Quán cũng thua à. Hồi đó mà thấy con ngựa chiếu mình hết đó nghe. Anh không qua bắt con pháo thấy tôi lẹ rồi không? Thấy người chiếu nó ra tướng là nguy hiểm lắm, biết không? Ừ, mà anh thấy tôi qua bắt pháo ác con pháo là không biết anh mà. Chiếu hai cái nó leo lên anh làm gì? Chiếu cái chờ qua đây, chiếu cái là xí xì. Không có, cũng được. Chiếu hai cái nó cũng phải vô à, nó để lên. Để rồi cho lẹ ăn không? Thôi mà quá bắt pháo là ăn trùm. Mình ăn giờ người ta mà mình đâu có cần lựa mạo hiểm bên dân. Không? Mình đã đầu giọng vô, tấn xe lên bắt pháo đè ra. Chơi chỉ ha, chút nữa cho chị. Chơi chỉ ha. Mình vô trong thì đi quậy đi bả không mà. Quậy chỉ. Có hoài lúc nào cũng sáng cờ. Dọn lửa lên anh núi xì luôn. Đúng rồi, nó ăn con pháo tớ nhẹ quá rồi, thấy không? Hết giờ hết đi. Đây ai chấp một cái hết á. Cái ai vô chấp một cái hết á. Cỡ ngày vợ mình vô chấp cho ba cái. Cỡ luôn chứ ba cái. Ba cái cũng bằng gì, ba cái. Đúng rồi. Giờ đi vô lại cũng được. Mấy tay gì không cái không biết cái gì đi. Cái năm tay đâu. Sáu tay là. Chấp được. Quýnh hội của anh giờ này nó đốt nó không tính nó đập gác mình rồi anh giờ biết rồi không có hỏi không thấy tôi hay hỏi nữa giờ qua giờ kêu ly cà đá chanh đi đợi cái đồng hồ ly đá chanh đi cho qua nước nào khó cứ ngồi năm mười phút đã hết nào cho ngựa nào chồm lên thử ta coi. Lên cứng cổ gan liền ta sẽ xin nó tí huyết. À lên đạo đường bên đây thôi lên bên đường bên đó kéo tao khỏi trận. Không
Lên đây tao mất công chặn con ngựa mày lên đây tao để cho đi luôn á. Lên đây được không? Đâu? Hiến máu phải không? Có hiến máu nhân đạo phải không? Ê, còn thằng này nữa mà thấy bóng nhiều thằng rồi. Thấy bóng nhiều. Mai là sớm nha Dân. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm dài. Gắn cỏ luôn. Rồi chiếu rồi em kia em có đơn hay chiếu quế sao vậy? Cậy chú quế cũng chơi nữa. Không có đâu. Nó hỏi ha, quýnh tờ đứng lấy tôi hay là làm bầm hỏi. Thấy người nào hay rõ. Cánh bên đây tao quấn mày lẹ lắm á, tao bảo tao biết á. Mày ăn về đi rồi đủ bên đây tao làm mưa làm gió lại thằng kéo bến mà. Giờ tao hỏi mẹ hay không kìa, mày chơi ngay giờ xuống báo giác vậy. Anh đừng đánh chơi được ba cái này nhẹ đủ. Có mấy nước này anh coi rồi tự đủ. Bữa nay lên ba nước cờ luôn. Ghê vậy hả? Khỏi cần học sức quen nhưng quen gì. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm dài. Anh quá người ta còn 2, 1, 2. Cái tàn người ta tính nhiều mình khi tàn thì giảm ăn. Cái chết mẹ bắt ngựa không nói không? Quên, quên, quên. Chết rừng hết nói đây. Quên. Xin lỗi nha. Còn qua xe thí nữa ha, giỏi. Không có hỏi nghe, đừng thấy tôi thấy. Nhẹ quá ha, nãy giờ thấy ông xin nhờ gì vậy? Nhẹ ký quá. Đúng quá. Rồi, bắt quả chết. Về dễ chút đầu. Mùa đây có giá rồi qua xe đây có nhiều hết. Quên kia mày 22 xe à? Quên kia mày 22 xe. Quên kia. Quên kia. Quên kia. Trời vừa qua chị. Chắc nó rụng kim quá, từng nhìn quá. Sao rụng kim được cái việc? Chú ha, đây. Chú việc. Chú cháu đây, chú cháu mình cũng đây. À,
cái nó quẹo chốt vô bắt mình, nó không bí nó lọc cái nước này đâu ngay đó mà cái mình chạy xe mình bị bí rồi phải chạy về rồi chạy xe đâu mới chạy. Ừ hay cờ thế của Phan Thị Châu ủi qua cái mình vừa ăn vô là chạy xe chạy xe nguy quá hả, nó vừa hôn bí cái mình đủ bí ra cái liền ha.